Hàng loạt cặp đôi nổi tiếng đu trên anh có vợ rồi khiến cư dân mạng bay vào xin vía. Trùng cuối với outfit cực đỉnh khiến ai nấy ngậm ngùi, anh là nhất. Mới đây một chiếc trend tuy đơn giản, ngắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến nhiều người u mê. Thậm chí hàng loạt những cặp đôi nổi tiếng cũng phải đu vội khiến dân tình suýt xoa. Đầu tiên là cặp đôi mới cưới anh Tú, Diệu Nhi với outfit đỉnh, chất lờ thu về hơn 13 triệu lượt view. Cặp đôi bạn thân Linda Ngô Phong Đạt cùng Chop & Lacey cũng nắm tay nhau lên xu hướng. Tuy nhiên, độc đáo nhất vẫn là trùng cuối với màn diện đồ có 102 khiến ai nấy ngậm ngùi vì anh là nhất, không ai chơi lại anh. Tổng trưởng đúng là không làm con dân thất vọng. Các bạn thì sao? Đã kịp đi trên chưa? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.